Vâng, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với quyển sách bài tập toán 9 tập 1 bài 85. Cho biểu thức. Thứ nhất là rút gọn và họ cho điều kiện rồi. Mình không cần tìm điều kiện nữa, bằng ngay. Bằng căn x cộng 1 trên căn 2 trừ 1. Mình phải tìm mẫu chung đã. Căn x cộng 1 để nguyên này. Cái đầu tiên để nguyên. Căn x trừ 2 cộng 2 căn x. Căn x cộng 2. Bước 1 thì phải đưa mẫu về dạng các tích. Đó. Căn x trừ 2 thì chịu rồi. Căn x cộng 2 thì nguyên văn rồi. Nhưng mà có 4 trừ x thì mình chuyển thành x trừ 4. Chuyển x trừ 4 thì dấu cộng thành dấu trừ này. 2 cộng 5 căn x. Thì bên dưới sẽ đổi thành x trừ 4. Đó. Có nghĩa là đưa cái dấu trừ bên dưới ra xong đưa lên nó là như thế. Rồi bằng tiếp. Cái đầu tiên lại để nguyên. Cái thứ hai cũng để nguyên. Cái thứ ba thì tách mẫu ra. X là căn x bình, 4 là 2 bình thì nó là căn x bình trừ đi 2 bình thì nó là a bình trừ b bình nhé. Thì bằng tiếp. Mấy cái đầu này cũng giữ nguyên. Trên a bình trừ b bình bằng a trừ b nhân a cộng b. Rồi bây giờ nhìn xuất hiện mẫu chung rồi. Đây chính là mẫu chung này. Thì bây giờ đưa hết bọn này về cùng mẫu. Thì bằng. Như vậy là có căn x trừ 2. Bây giờ muốn xuất hiện căn x cộng 2 nhân cả tử và mẫu với căn x cộng 2. Thì ta có căn x cộng 1 nhân với căn x cộng 2. Chính những cái bài này kiếm được một điểm rất là dài. Dưới mẫu là căn x trừ 2 nhân với căn x cộng 2. Đó, thế là giống mẫu rồi nha. Cộng. Cái này có căn x cộng 2 thì nhân căn x trừ 2. 2 căn x nhân căn x trừ 2 trên căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2 trừ đi. Cái cuối này cứ để nguyên vậy thôi. 2 cộng 5 căn x trên căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2. Đó, thì bây giờ nó chung mẫu rồi thì nối tử vào. Về xóa bên trên đi. Thì sẽ bằng. Bằng đây nối tử vào. Nối tử thì nối đâu thì nhân luôn nhé. Cái đầu tiên là căn x cộng 1 nhân căn x cộng 2 thì nhân bung ra nó sẽ bằng. Thế thì kéo chỗ này không đủ. Viết từ đây đi. Căn x nhân căn x bằng x này. Để đang nhân hai cái này với nhau này. Căn x nhân 2 bằng cộng 2 căn x này. 1 nhân căn x là cộng căn x này. 1 nhân 2 là cộng 2 này. Cộng tiếp với cái phân thức số 2 là 2 căn x nhân x là bằng 2x. 2 căn x nhân trừ 2 thì bằng trừ 4 căn x. Nối cái cuối cùng mà đằng trước có dấu trừ là nó sẽ trừ hết cái tử đấy. Đổi dấu hết cái tử là trừ 2. Trừ đi 5 căn x. Và trên mẫu chung là căn x trừ 2.
nhân với căn x cộng 2 bằng, về rút gọn 1x này, 2x này là 3x. 2 căn x cộng 1 căn x là 3 căn x. 3 căn x trừ đi 4 căn x thì ra trừ căn x, trừ căn x mới lại trừ 5 căn x là trừ 6 căn x. Số tự do dương 2, 2 trừ 2 bằng 0 hết. Trên căn x trừ 2 nhân với căn x cộng 2 bằng, bên trên có viết 3x thành 3 căn x nhân căn x, vì x bằng căn x nhân căn x trừ đi 6 căn, 6 thì viết thành 3 nhân 2 nhân căn x trên căn x trừ 2 căn x cộng 2 thì bằng, bên trên kia sẽ đưa 3 căn x ra chung thì trong còn căn x, đưa 3 căn x này, đây thì gạch 3 căn x đi, gạch 3 gạch căn x đi thì trong còn căn x trừ 2, cái gì không bị gạch thì nó là còn lại ở bên trong. Trên ở căn x trừ 2 nhân căn x cộng 2 bằng, tiếp gạch hai cái này đi thì còn 3 căn x trên căn x cộng 2, có lẽ là để thế này thôi, là rút gọn là xong. B đến ý B, tìm x để p bằng 2 thì đặt cái này bằng p đây này. Đó, p bằng 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 cái này thì chỗ này có đủ không để viết đây, p bằng 2 thì suy ra cái 3 căn x trên căn x cộng 2, 3 căn x trên căn x cộng 2 nó sẽ bằng 2, đúng không? P bằng 2 mà, thì nhân chéo đi, coi như đây là 2 phần 1 nhân chéo đi. À, tử nhân mẫu, mẫu nhân tử, 2 phần thức bằng nhau ấy, thì 3 căn x nhân 1 thì vẫn là 3 căn x, 2 nhân mẫu kia thì là 2 căn x cộng 4, chuyển vế đổi dấu là 3 căn x trừ 2 căn x bằng 4, thì suy ra 3 trừ 2 thì còn căn x bằng 4. Căn x bằng 4 bình phương 2 vế thì x bằng 16 là hết. Là xong cái bài 85. Rồi sang bài 86. Cho cái này, cho cái quy như thế này, lại rút gọn. Tìm A để quy dương, rút gọn khá là dài, bằng tiếp. Bằng hai thằng này quy đồng vào thì nó sẽ là, đưa về mẫu chung thì nó sẽ thành là 1 nhân với căn A, nhân cả tử và mẫu thằng thứ nhất với căn A, thì dưới thành căn A trừ 1 nhân với căn A, tức là nhân cả tử mẫu với căn A để cho nó có mẫu chung đi, rồi trừ đi thằng thứ hai nhân cả tử và mẫu với căn A trừ 1, thì 1 nhân với căn A trừ 1 thì vẫn bằng căn A trừ 1, trên dưới là căn A cũng nhân với căn A trừ 1. Đó, thì bây giờ nó có mẫu chung. Ôi chết rồi, thế thì hết đất để mà viết cái chia cho cái thứ hai. Rồi, thì viết vào đây nhé, bằng căn A tròn này trên căn A trừ 1 nhân căn A, để nhân cả tử mẫu căn A nhé, trừ đi căn A trừ 1 trên căn A nhân với căn A trừ 1. Đấy là xong cái thằng thứ nhất đang quy đồng. Cái thằng thứ hai
Cái đằng thứ hai cũng quy đồng, thì là căn A cộng 1 thì sẽ nhân với căn A trừ 1 trên, nhân cả tự mẫu với căn A trừ 1 đấy. Căn A trừ 2 nhân với căn A trừ 1. Đây là cái cách quy đồng, làm sao để những cái mẫu nó giống nhau thì nhân cả tử mà mẫu của tôi với mẫu của ông, nhân cả tử đấy, kiểu như thế thì mẫu nó sẽ giống nhau. Trừ đi căn A cộng 2 thì sẽ lại nhân mẫu của ông kia là căn A trừ 2 trên trên căn A trừ 1 nhân với căn A trừ 2, nhân cả tử mẫu với lại mẫu của ông bên kia. Đó, bây giờ cùng mẫu rồi nha. Cùng mẫu rồi thì nối tử vào, nối tử vào để mẫu chung thì bằng. Quẹt cho ông này cái, lấy chỗ viết. Thì mình sẽ nối vào thì nó là căn A trừ đi, phá tung ngoặc luôn là trừ đi căn A, trừ đi trừ thành cộng 1 trên mẫu chung là căn A trừ 1 nhân căn A chia cho. Ông này cũng nối tử vào, nhân bung luôn này, căn A nhân căn A bằng A này, nhân bung luôn chỗ này này, bung luôn chỗ này này. Căn A nhân căn A bằng A, căn A nhân trừ 1 là trừ căn A, 1 nhân căn A là cộng căn A, 1 nhân trừ 1 là trừ 1. Trừ đi, tốt nhất ông này cứ mở ngoặc đã, vì ông này hai lần mà. Nhân tiếp, căn A nhân căn A thì bằng A, căn A nhân trừ 2 là trừ 2 căn A, 2 nhân căn A là cộng 2 căn A. Ui ngu quá, hai ông này là A cộng B nhân A trừ B hàng đẳng thức bằng A bình trừ B bình. Mình lại đi nhân nữa, mất thời gian. Thôi được, chót nhân rồi. Gì nhỉ? Căn A nhân với căn A bằng A này, căn A nhân trừ 2 trừ 2 căn A này, cộng 2 căn A trừ 4. Cái này hàng đẳng thức rồi, quên mất. Trên mẫu chung, làm ra mất thời gian. Trên mẫu chung là căn A trừ 2 trên căn A, à, nhân với căn A trừ 1 bằng. Chỗ này căn A với căn A hết thì còn 1 trên căn A trừ 1 nhân căn A. Chỗ này vẫn chia cho, hai thằng này hết. Chỗ này còn A trừ đi 1. Bên trong kia, ôi giời, cái gì này? À này, chỗ này căn A, căn A bằng A. Chỗ này là cộng 2 căn A các bạn, cộng 2 căn A thì hai này hết. Thì trong còn A trừ 4. A trừ 4 mà có cái dấu trừ bên ngoài thì sẽ thành là trừ A cộng 4. Phá ra thì trừ A cộng 4 trên cái mẫu chung. Bằng. Cái đầu tiên thì vẫn thế thôi. Cái thứ hai, A mới A hết, 4 trừ 1 bằng 3. Chia thì bằng nhân đảo ngược luôn đi, thì bằng nhân với căn A trừ 2 nhân căn A trừ 1. Đấy, chia thì bằng nhân đảo ngược, chia 3, 4 trừ 1 bằng 3. Ừ, thế là căn A trừ 1 mình sẽ gạch với lại căn A trừ 1 rồi. Tiếp bằng.
Trên tử còn cana trừ 2. Dưới mẫu còn 3 cana. Chắc là kịch rồi đấy. Để được thế thôi. Chết rồi. Đầu bài. Bây giờ phải nhô cái đầu bài ra. À, viết để ở đây nhé. Thì nó là gì? Căn A trừ 2 chia cho 3 căn A. Tí xóa một phát là mất hết đấy. À, vẫn còn. Vẫn còn. Rồi. Bây giờ để tìm, đấy rút gọn xong rồi. Bây giờ tìm A để quy dương. Tìm A để quy dương, quy đây. Quy rút gọn cuối cùng đây. Bây giờ mà quy mà lớn không, dương mà, dương là lớn không, thì suy ra là căn A trừ 2 trên 3 căn A phải lớn không. Ở dưới mẫu á, vì là A dương này, đầu bài cho A dương, A khác 4, A khác 1, cho nên căn A cũng dương. Cho nên cái mẫu nó dương rồi. 3 nhân dương bằng dương. Thế mà để mà tử chia mẫu mà dương thì chỉ còn điều kiện là dương chia dương bằng dương thôi. Thì suy ra cái tử cũng phải dương. Cho nên căn A trừ 2 nó phải dương. Thì căn A nó phải lớn hơn 2. Chuyển vế đổi dấu. Rồi vì căn A và 2 là hai số cùng dương cho nên bình phương được. Và bất đẳng thức không đổi chiều. Cho nên bình phương hai vế thì A sẽ lớn hơn 4. Vậy với A lớn hơn 4 thì quy dương là xong. Bài 86. Với ba số không âm chứng minh đẳng thức. 87 có nên làm không nhỉ? Bởi vì thực ra thì 87 cũng chả thi đâu. Nếu mà để tiết kiệm thời gian thì thôi được rồi, cứ làm. À, bạn nào mà ở trung bình khá hoặc yếu gì đấy thì đừng đừng xem những bài này. Bài này có khi tôi cũng chẳng biết làm. Bắt chước sẽ giải thường thì tôi làm như này. Làm ngược ấy. Có nghĩa là A cộng B cộng C. Tôi sẽ cho trừ đi giả sử cái này đúng ấy. Thì trừ đi AB căn AB chứ nhỉ. Trừ đi căn BC trừ đi căn CA lớn hơn hoặc bằng 0. À, nếu cái này đúng thì cái này cũng đúng, thường mũi tên ngược. Mũi tên ngược cái này. Xong làm gì được nữa? A bình, B bình, C bình. Ghép vào à? A bình phương 2AB cộng B bình phương cho nó thành mấy cái bình phương thế nào. Thế thì A thì viết thành căn A bình A bình phương trừ 2AB trừ đi 2 căn AB là trừ đi 2AB. Thế phải cộng với B bình nữa. Thế thì tự nhiên là cộng thêm B đi. Cộng thêm B. À đây B có rồi. Thế là được một cặp này. Một cặp này đã mất ông nào rồi? Mất ông này rồi. Mất ông này rồi. Tự nhiên lại trừ 2AB mà ở đây chỉ có một trừ 1AB thôi. Thế lại phải trừ đi 1AB nữa à? Thế để làm được cái trò gì? Thôi được, cái bài này tôi đang tiết kiệm thời gian. Cái bài này nếu mà ai cần ấy thì comment xuống dưới video nhé. Thì tôi sẽ làm một cái video riêng về cái bài này. Còn bây giờ tôi đang chạy nhanh cho một vài cái bạn ôn thi vào 10. Tôi chỉ làm bài dễ thôi. Và bạn nào cần thì viết xuống phần comment. Thì tôi sẽ làm một video tôi gửi cho các bạn luôn. Thế còn bây giờ đi nhanh những cái bài dễ đó. 8.1. Bất phương trình.
bằng à, suy ra 32 à? 32 là bằng 16 nhân 2 đúng không? Đây là 4 căn 2. 32 các bạn dùng máy tính các bạn bấm phát, bấm căn 32 bằng phát nó ra 4 căn 2. Còn x nó vẫn ở bên ngoài. Trừ đi mở ngoặc 8, các bạn bấm máy tính thì nó ra 2 căn 2. Đúng nhỉ? 42 đúng không? Cộng căn 2. X trừ căn 2 chuyển vế đổi dấu đi, lớn 0 đi. Đây là 4 căn 2. 4 căn 2 x này. Chỗ này 2 căn 2 cộng 1 căn 2 là 3 căn 2. X trừ đi. Ủa. Sẽ được chuyển sang bên này căn 2 mình viết là căn x như này. Căn 2 trừ đi căn 2 lớn 0. Mình biết nên cứ để nó bên kia cũng được. Tí lại phải chuyển lại. Đây là 4 căn 2 x. Đưa x ra. Trong còn 4 căn 2 trừ đi 3 căn 2. Thì bây giờ cho lớn. Căn 2 vẫn để bên kia đi. 4 căn 2 trừ đi 3 căn 2 thì còn căn 2 à? Căn 2 nhân x lớn hơn căn 2. Chia cả hai vế cho căn 2 thì x sẽ lớn hơn 1. Vì căn 2 số dương không đủ chiều. Vậy là tập nghiệm của bất phương trình này là x lớn hơn 1. Để xem các ý ABCD xem có thằng nào tập nghiệm là x lớn hơn 1. Ý A thì căn 20, 20 4 đến 5 là 2 căn 5. X lớn hơn căn 2. Chia cả hai vế cho căn 2. À đâu, chia cả hai vế cho 2 căn 5. Thì x sẽ lớn hơn là căn 2 chia cho 2 căn 5. Thế thì chắc không phải rồi. Không phải vụ này. Ý B không phải luôn. Ý C không phải luôn. Thế chính là ý D. À ý D chỗ này, này. Nó giống hệt chỗ này. Đúng không? Đấy, thì có cùng tập nghiệm là x lớn hơn 1. Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình có cùng tập nghiệm. Thì nó cùng có cùng tập nghiệm thì nó tương đương nhau. Tiếp đến cái bài căn bậc 3 xoắn 9 hả? Tính không dùng bảng hay máy tính bỏ túi để mà tính hả? Thế thì làm à? Bố nào biết được. Phân tích thành thừa số nguyên tố thành cái gì đấy mũ 3 đúng không? Cái này thì đương nhiên vẫn phải giả vờ lấy máy tính bấm chứ. Còn 3, 4, 3. 3 cộng 3 là 6, 4 là 10. 10 thì không chia cho 3, không chia được cho 3. Thế là mấy mũ 3 nhỉ? Ai điên đâu mà đi đoán được ấy. 3, 4, 3. Dùng máy tính nhá. Họ bảo không dùng, mình vẫn dùng bình thường. Mình phải thử chứ, tội gì. Mình viết nếu mà máy này thì là 3, 4, 3 bằng shift. Phải shift nhỉ? Hay là alpha nhỉ? À, shift đúng không? Cái chấm chấm phát này. 7 mũ 3. 7 mũ 3 thì lúc ấy mình 3 mũ 3. Bố ai mà đoán được chia cho 7. Nó bằng 7 mũ 3. Thế đi. Không dùng thì tôi vẫn cứ dùng. Tôi bảo dễ thấy. Âm 3 4 3 bằng âm 7 mũ 3. Mà nếu không thì chẳng nào chơi đẻo thì ta có là âm 3 4 3 bằng 3 4 3 chia cho 7. Kiểu thế. 3 4 chia cho 7 được 7 4 2 8 7 5 3 5 được 4. 7 4 2 8 còn thừa 6, 63 chia 7 được 9. À, nó bằng 7 nhân 49. Xong lại bằng 7 nhân 7 nhân 7 thì bằng 7 mũ 3. Âm 7 mũ 3 đó. Thì mình viết là gì? Căn bậc 3 của âm 3, 4, 3 thì bằng
căn bậc 3 của âm 7 mũ 3 và bằng âm 7. Đúng không? Thế còn 0,027 này thì mình sẽ bằng căn bậc 3 của nhân cả từ mẫu với 1000 thì trên tử thành 27. Dưới mẫu là thành 20.000. Dưới mẫu thành 1000. Thì 27 là 3 mũ 3. 1000 là 10 mũ 3. Thì nó bằng 3 phần 10 mũ 3 căn bậc 3. Thì mất 3 đi thì còn 3 phần 10. Thế còn 1,331 thì cũng nhân cả từ với 1000 thì bằng căn bậc 3 của 1331 1331 chia nghìn, tức là nhân nghìn rồi lại chia nghìn. 1331 là bao nhiêu? Lại phải dùng máy. Chứ ai mà đoán được 1331 to bỏ xử mất thời gian. Ôi giời. Ra cái gì vậy? Một ba ba một, thằng này phải ship mấy nhỉ? Ship sáu à? Ship sáu bốn. Một ba ba một đóng ngoặc bằng ui thừa một số không à? À thừa một số ba. Ship 6 4 1 3 3 1 đóng. Đóng chưa? Bằng 11 mũ 3. Bằng 11 mũ 3 trên 10 mũ 3. Đấy là tách luôn được thành 11 phần 10. Tất cả mũ 3 thì bằng 11 phần 10. Cái con cuối cùng nhân tất cả với 1000 thì bên trên nó thành 512. Bên dưới nó thành bên trên trừ 512, bên dưới là 1000. Căn bậc 3 512 là bao nhiêu nhỉ? 512. Để dùng con 580 nữa đi, cho mỗi quen hết đi. 580 thì ship fax ở đâu nhỉ? Chắc vẫn là bao nhiêu? Đừng vấn âm nhá, âm nó không làm được đâu. 512 vẫn là bằng à? Vẫn thế à? 512 trong ship fax này chắc vẫn thế. Ở 2 mũ 9. 2 mũ 9 trừ 2 mũ 9. 2 mũ 9 là 2 mũ 3, tất cả mũ 3 trên 10 mũ 3. Thì âm 2 mũ 3 là âm 8, âm 8 mũ 3 là âm 8 phần 10. Rút gọn đi thì nó bằng cho 2 thì âm 4 phần 5. Thế là xong cái bài 88. Được rồi, nay tạm dừng ở đây đã. Mỗi hôm làm mấy bài thôi, nhiều quá. Ui, mới được 29 phút rồi. Thôi thế rồi.